Đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người tham gia hành hạ một cô gái trẻ. Ba người thanh nữ thay nhau giữ chặt tay cô gái để cắt tóc, xé quần áo nạn nhân giữa đường. Ảnh cắt từ clip. Trong khi đó, nạn nhân không dám chống cự, chỉ rên khóc rồi nằm vật xuống đường. Nhóm người vẫn không kết thúc tay, liên tục chửi bới, nói cô này cướp chồng người khác. Thậm chí, một thanh nữ còn ấn mạnh vào ngực của cô gái. Sau đó, một người đàn ông sinh ra để giải cứu giúp cô. Người này đưa nạn nhân lên xe máy nhưng bị một vài người đàn ông trong nhóm ngăn cản, cướp chìa khóa. Cuối cùng sau màn tranh cãi, anh ta đành dẫn cô gái đi bộ về nhà. Nạn nhân bị lột trần giữa đường. Không dừng lại ở đó, nhóm người cũng theo về tận nhà để thoát mạ cô gái. Chưa rõ rệt thực hư chuyện cướp chồng ra sao nhưng hành xử của nhóm người trên đang khiến dân mạng bức xúc. Nhiều ý kiến lên án hành vi làm nhục cô gái trẻ giữa đường. Số khác cho rằng đây là hành động thiếu nhân tính.